Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày thứ hai đầu tuần sau một buổi sáng rét và khá buốt, thì đến lúc này nắng đã trải đều khắp Bắc Bộ, nên nhiệt độ trưa nay hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc sẽ tăng lên mức từ 22 cho tới 24 độ. Cộng với độ ẩm trưa nay khá thấp dưới 50%, nên cảm giác rất hanh khô. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay, trời cũng chủ đạo là nắng từ sớm và kéo dài đến chiều. Mức nhiệt cao nhất trưa nay vào khoảng là 24 độ. Nhưng đến tối và đêm thì nắng tắt, nhiệt giảm nhanh, chỉ còn từ 13 cho tới 14 độ, nên trời lại chuyển rét nhanh chóng. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất lớn, vì vậy quý vị cần phải lưu ý để giữ gìn sức khỏe, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Ở miền Trung, đêm qua và sáng nay mưa vừa mưa to đã xuất hiện nhiều nơi, và dự báo trong ngày và đêm nay 27 tháng 2, diện mưa rông vẫn trải rộng suốt từ Quảng Trị trở vào xuống tới Khánh Hòa, với lượng mưa dao động là từ 10 cho tới 30mm, có nơi mưa to và dông trên 50mm. Trong mưa dông thì quý vị cần phải đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá cùng với gió giật mạnh. Thành phố biển Đà Nẵng vẫn nằm trong vùng tập trung mây nhiều nên mưa vẫn duy trì cả ngày. Do trời mưa, độ ẩm cao lại cộng với mức nhiệt ngày đêm trên thành phố cũng chỉ dao động từ 17 cho tới 24 độ nên cảm giác rét duy trì cả ngày lẫn đêm. Ở phía Nam, nhờ có tác động khuếch tán của không khí lạnh mà Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ cũng có một buổi sáng se se lạnh, nhưng đến trưa nay thì do trời nắng nên nhiệt độ lại tăng nhanh. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ, với khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng dao động từ 32 cho tới 33 độ và cục bộ có nơi cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay trời nắng và cần đề phòng với khả năng nắng mạnh vào trưa chiều với chỉ số tia cực tím UV ở mức rất cao là mức 9. Về nhiệt độ thì nền nhiệt ngày đêm trên thành phố dao động từ 24 cho tới 33 độ, trời nóng vào ban ngày nhưng thoáng mát về tối và đêm. Kết lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. We'll be right back.